Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa quyết định triển khai chính sách đơn phương miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông của 6 nước châu Âu. Thông tin được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đưa ra tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp lưỡng hội thường niên tại Bắc Kinh. Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị thông báo Trung Quốc sẽ thử nghiệm áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân 6 nước châu Âu, bao gồm Thụy Sĩ, Ireland, Hungary, Áo, Bỉ và Luxembourg. Chính sách này sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 14 tháng 3. Bộ Ngoại giao Trung Quốc kỳ vọng chính sách này sẽ giúp thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân và phục hồi ngành du lịch nước này sau 3 năm bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19.